Ấn Độ tặng món quà lớn cho Việt Nam giữa lúc Biển Đông căng thẳng. Như chúng ta cũng đã biết, Biển Đông hiện là một trong những khu vực nóng bỏng nhất thế giới, khi nơi đây liên tục diễn ra các cuộc đụng độ và tranh chấp căng thẳng. Trong đó, những lần chạm trán giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn khiến người ta phải thót tim khi một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại phải đối đầu với một cường quốc hùng mạnh như Hoa Lục hiện giờ. Tất nhiên, với sức mạnh có hạn, Việt Nam đã không ít lần phải quay đầu trước Trung Quốc. Do đó, Việt Nam luôn muốn tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân bằng cách hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị chiến đấu tối tân nhất. Cơ mà khổ nỗi, Việt Nam cũng không giàu có gì. Dù mong muốn chơi bỏng là thế, nhưng khi triển khai, Việt Nam vẫn ít nhiều gặp khó khăn về tài chính do túi tiền có hạn hơn người. Có lẽ là nhìn thấy được điều đó nên mới đây, Ấn Độ đã chơi rất đẹp khi làm điều này cho nước bạn để cứu nguy trên Biển Đông. Nó đã khiến cho người dân Việt Nam phải vỗ tay không ngừng, còn thế giới thì phải bất ngờ sửng sốt vì không thể tin nổi vào mắt mình. Nếu bạn tò mò muốn biết anh Ấn đã làm gì mà lại gây chấn động đến thế, thì hãy theo dõi ngay video số dưới đây. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Nói đến Ấn Độ, chúng ta không chỉ nói đến một cường quốc vũ khí mà còn đang nói đến một người bạn cực kỳ thân thiết của Việt Nam. Anh bạn này luôn dành cho đất nước hình chữ S tình cảm đặc biệt tốt đẹp nên không tiếc tay giúp đỡ bạn bè ngay khi cần. Vậy nên, đứng trước tình hình Biển Đông đang vô cùng căng thẳng, Ấn Độ không thể nào để cho Việt Nam một mình chống lại khó khăn. Nước này đã dành tặng cho Việt Nam một món quà khủng để nâng cao năng lực tác chiến cho nước nhà. Sự kiện trên đã được các kênh truyền thông uy tín đưa tin như sau. Một tàu hộ tống tên lửa của Hải quân Ấn Độ là quà tặng mà nước này dành cho Việt Nam. Đây là con tàu chiến đầu tiên mà Ấn Độ tặng cho bất kỳ quốc gia nào. Hải quân Ấn Độ cho biết tàu hộ tống Iskhavan được chế tạo trong nước đã rời bờ biển phía đông của Ấn Độ vào cuối tháng 6 năm 2023 và sẽ cập cảng Việt Nam trong thời gian tới. Để rồi một tháng sau đó, thông tin bàn giao con tàu chiến kể trên đã được khẳng định chắc nịch bởi trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga như sau. Tờ Times of India cho biết, Tư lệnh Hải quân Karikuma hiện đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu Iskhavan cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Cam Ranh. Hải quân Ấn Độ nêu rõ con tàu đã được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam với đầy đủ vũ khí bổ sung để đảm bảo hiệu quả hoạt động tác chiến. Nói về con tàu Iskhavan mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam, đây là con tàu được phân loại thuộc dự án thay 25 lớp Kukri. Nó được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm dự án 159 lớp Petya đã quá cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 chiến hạm hoàn thiện bao gồm P-47 Khantra, P-46 Kuta và P-44 Khapen. Nhìn chung, các chiến hạm lớp Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar với lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m và mớ nước 4,5m. Tàu được trang bị hai động cơ Diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép nó chạy với tốc độ tối đa 25 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn bao gồm 79 người, trong đó có 10 sĩ quan cao cấp Ano. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar chính xác mục tiêu trên không và trên biển Positive A, radar kiểm soát hỏa lực Kapunban, dẫn đường cho tên lửa chống hạm và radar Mister 123, điều khiển pháo hạm cùng với pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa hành trình chống hạm V2M, có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9, mang theo đầu đạn xuyên giáp nặng 513 kg. Đi kèm với tên lửa chống hạm là một hải pháo AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm, cùng hai bệ phóng tên lửa Sainer 5 và hai tổ hợp bẫy mồi PK-10. Tàu hộ vệ tên lửa lớp Kukri không có hangar. Tuy nhiên, sàn đáp nhỏ ở đuôi cho phép nó tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ loại Harjuv hoặc tương đương. Ngoài ra, chiếc Iskhavan này còn có thể nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế cụm phóng tên lửa chống hạm P-2M đã cũ bằng loại khác 35 Urane, tối tân hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khả thi vì đã được chính Ấn Độ thực hiện trước đây. Cụ thể hơn, vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Thai 25 Hukri với tên lửa Thai 25 Akura đã được Hải quân Ấn Độ đặt hàng đóng mới. Số lượng của Thai 25 Akura tương tự Thai 25 Hukri. Khi có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2004, bao gồm P-61 Kura, P-62 Kutch, P-61 Kunich và P-60 Kunuch Permit. Thay đổi đáng kể nhất của Kura so với Hukri chính là việc thay thế 4 tên lửa P-2M bằng 16 tên lửa khác 35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo ô tô Melara Compact hiện đại của châu Âu. Vì vậy, có thể nói đây là một món quà rất đáng giá mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam. Chúng ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều điều hay ho từ con tàu chiến lược mà nước này chuyển giao cho nước bạn vừa rồi. Trước hết, nó là món quà thể hiện thứ tình cảm tốt đẹp mà Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam. Bởi với Ấn Độ,
Việt Nam luôn là người bạn tốt, hiếm có, khó tìm, nên Ấn Độ sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì với bạn bè. Còn nếu xét trên phương diện ngoại giao, thì việc chuyển giao tàu chiến Insapan là sự tăng cường cho mối quan hệ Việt-Ấn. Đây là mối quan hệ dựa trên các liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời, lấy hợp tác quốc phòng làm trụ cột chính cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới đang có rất nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng, nên càng đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác này. Chẳng hạn, xét về mặt địa lý, cả Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong khu vực trung tâm của vành đai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi vốn đang là địa bàn tranh chấp ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có lo ngại chung về các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Ấn Độ đang phải tranh chấp biên giới trên bộ với Hoa Lục, còn Việt Nam cũng đang có những căng thẳng trên Biển Đông với nước này. Trong đó, Trung Quốc hiện đang áp dụng chiến thuật vùng giám hết sức gian manh nhằm nuốt chửng các vùng lãnh thổ không phải của mình. Chính âm mưu ấy đã khiến cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Ấn có những bước chuyển động mới trong thời gian vừa qua. Nói cách khác, Ấn Độ hiện là nhà cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự quan trọng cho Việt Nam. Bên cạnh Nga, Việt Nam đang cần các cường quốc biển như Ấn Độ trợ giúp mình nâng cao năng lực tác chiến trên biển để có thể chống lại chiến thuật vùng xám trên Biển Đông của một quốc gia hùng cường. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ cũng muốn, thông qua việc tặng quà cho Việt Nam nói riêng và tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, để gửi thông điệp quan trọng đến Trung Quốc rằng Ấn Độ cùng với nhiều nước ASEAN cảm thấy lo lắng trước các mối đe dọa về an ninh ở khu vực Biển Đông. Khi mà môi trường an ninh toàn xung đột quân sự gây đắc bờ sự mạnh động cốc mức lượng các xung đột sự. Đồng thời, Ấn Độ cũng muốn thông qua đó để thể hiện quyết tâm vững vàng vai trò của một cường quốc đang lên ở châu Á trước các mối đe dọa, thách thức về an ninh khu vực. Nhờ vậy, Ấn Độ sẽ phủ sóng được tầm ảnh hưởng của mình một cách mạnh mẽ và nâng cao được uy tín trên trường quốc tế hiện giờ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Ấn Độ sẽ không để cho Trung Quốc càng làm càng quấy trên Biển Đông. Ấn Độ sẽ không khoanh tay ngồi yên để cho Trung Quốc mặc sức hiếp đáp bạn bè của mình. Có thể đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Hoa Lục ít nhiều rón rén trước Việt Nam và không để xung đột leo thang trở thành cuộc chiến khốc liệt trên biển suốt thời gian qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ có thêm nhiều hành động đẹp như thế đối với Việt Nam cũng như với các nước Đông Á khác để kiềm chế một Trung Quốc quá hung hăng, ngang tàng. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam đã bắt đầu rò rỉ trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước. Một lời hứa mà Mỹ đã đưa ra trước Việt Nam vào thời điểm 2 năm trước đây. Theo đó, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong và ngoài khu vực. Và có lẽ, người đang liếc dọc liếc ngang nhất chính là Trung Quốc khi nước này luôn tỏ ra nhạy cảm trước mọi động thái của hai nước Việt-Mỹ suốt thời gian qua. Vậy liệu rằng, chuyện Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam có phải là sự thật hay không? Sự thật này có gì đặc biệt mà lại khiến cho Trung Quốc lo lắng sốt vó đến thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn thực hư của câu chuyện trên, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cách đây 2 năm, khi Mỹ đưa ra tuyên bố xanh dần về việc sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Sự kiện này đã được hàng loạt trang báo trong và ngoài nước đưa tin như sau. Chiều 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Klepper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ, Mỹ có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp nước bạn tăng cường năng lực, bảo đảm an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam 2 tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Đại sứ Mỹ cho biết, hiện giờ chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Còn trước đó, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCC Morgenthau cho Cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la. Sau khi chuyển giao, tàu được đổi tên thành CSB 8020 và đây là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Tiếp đến, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là John Midget, cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô la. Nhìn chung, chúng đều là những con tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, đồng thời cũng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Và cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Klepper khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, công bố cách đây không lâu. Đại sứ cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể coi là lộ trình mà Mỹ đề ra về cách phát triển quan hệ với khu vực này. Một năm sau khi đưa ra các phát ngôn kể trên,
chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục nhắc về việc chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam vào năm 2023 với nội dung như sau. Mỹ đã cung cấp 2 tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam củng cố an ninh trên biển. Đây là những gì Thượng nghị sĩ Jack Mully chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến công tác của Phái đoàn Lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu, Thượng nghị sĩ Mully cho biết Phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với 2 sứ mệnh: thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Biển Đông, biến đổi khí hậu cho đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Mully một lần nữa nhắc lại quan điểm mà mình đã đưa ra trước chuyến đi là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ, từ đối tác toàn diện hiện tại lên đến tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Tiếp lời ông Mully, một thành viên khác trong Phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen, nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Chia sẻ với phóng viên về việc Mỹ hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Mully cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam đang. Và đây chính là lý do mà Hoa Kỳ đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển trong suốt những năm qua và tới đây vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mặc dù trong những tuyên bố được đưa ra không nêu rõ thời gian cụ thể mà Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam, nhưng mới đây, sự xuất hiện của một bài viết chứa đầy hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại căn cứ tuần duyên Seattle đã làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang tích cực hoàn thiện quả giao này. Cụ thể là trang tin Zivis đã chia sẻ loạt ảnh nêu trên cùng với dòng chú thích rằng căn cứ tuần duyên Seattle nằm gần trung tâm thành phố Seattle đã tiếp đón các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi họ đang chuẩn bị cho tàu cảnh sát biển hoạt động trở lại. Tàu cảnh sát biển Mellon đang tới Việt Nam ban đầu. Được biết, tàu cảnh sát biển Mellon có trọng tải 3.250 tấn và dài tới 115 mét. Mặc dù được Mỹ biên chế từ năm 1968, nhưng nó đã được nâng cấp rất hiện đại với các động cơ tua bin khí tiên tiến để có thể di chuyển với tốc độ cao. Đây là con tàu cảnh sát biển đầu tiên và duy nhất có điều kiện phù hợp để trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài hệ thống pháo hạm Phalanxes, hangar còn chứa một máy bay trực thăng Menac 65 Dolphin. Nó từng được trang bị cả hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, tàu USCG Mellon đã tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đạo và các vùng nước xa xôi của châu Á. Nó đã thu giữ hơn 100 triệu đô la ma túy, đang trên đường vào Mỹ và trở thành tàu quân sự Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, tàu Mellon còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn khác và cứu sống rất nhiều người. Chính vì thế mà tàu Mellon đã được chính phủ Mỹ trao danh hiệu tàu chiến đấu hạng xuất sắc. Quay trở lại bài đăng trên trang tin Zivis, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Mỹ đã bắt đầu khởi động quy trình bàn giao tàu tuần tra Mellon cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến giai đoạn huấn luyện thủy thủ vận hành tàu. Sau khi kết thúc huấn luyện, lực lượng này sẽ thực hiện hải trình hàng nghìn hải lý từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới. Nghi vấn trên càng trở nên đáng tin cậy hơn khi việc bàn giao 2 con tàu tuần tra trước đó của Mỹ cũng được thực hiện với quy trình tương tự. Có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của tàu Mellon trên lãnh hải nước nhà. Nhìn chung, chuyện Mỹ tích cực chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam cũng là điều dễ hiểu khi ông lớn này rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải của nước bạn, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động quấy phá để manh nha nuốt chửng cả vùng biển giàu tiềm năng. Nếu không giúp đỡ Việt Nam lúc này, trong tương lai, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực nóng sốt hàng đầu thế giới sẽ vượt mặt Mỹ. Chiến lược xây trục sang khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Mỹ sẽ phá sản hoàn toàn. Kết quả là vị trí bá chủ của Mỹ tại đây sẽ bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp, điều mà ông lớn đang vô cùng lo sợ ở thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, rõ ràng đất nước hình chữ S đã và đang tận dụng rất tốt sự xung đột của hai nước Trung Mỹ để nhận được những lợi ích thực tế cho mình. Bởi vì ngoài những con tàu tuần tra kể trên, Việt Nam còn nhận được sự cam kết đảm bảo an ninh hàng hải từ Mỹ và nhiều khoản viện trợ khổng lồ khác liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo Việt Nam về phía mình bằng cái bắt tay thật chặt và những lời mời gọi hợp tác hấp dẫn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông, cùng với nhiều dự án quy mô. Thiết nghĩ Việt Nam cần phải cư xử thật khéo léo để duy trì được lợi thế hiện có của mình. Đừng nên dại dột chọn phe khiến một trong hai ông lớn mất lòng để rồi lãnh đủ bom mìn cho bản thân. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, thông tin Mỹ sắp đổ hàng tỷ đô la để xây siêu cảng cho Việt Nam đã được đưa tin rộng rãi trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Nhiều người cho rằng với dự án này, Mỹ đang muốn hiện thực hóa lời hứa của mình là đưa Việt Nam ngày càng phát triển đi lên và thoát khỏi sự ảnh hưởng quá lớn từ Hoa Lục Đồng Dân, đồng thời thể hiện quyết tâm muốn hất cảng Trung Quốc ra khỏi nơi có tiềm năng phát triển logistics hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Vậy cụ thể hơn đó là dự án gì? Siêu cảng này có vai trò gì đặc biệt mà lại làm dậy sóng dư luận thế kia? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like
share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, chính xác là vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Theo thông báo từ Nhà Trắng, công ty điều hành cảng Silmarillion có trụ sở tại Seattle, Mỹ và công ty Jadef có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam Việt Nam, bao gồm mối quan tâm chung trong việc phát triển trung tâm logistics cái mép hạ trị giá 6,7 tỷ đô la. Trung tâm logistics cái mép hạ là dự án quan trọng cấp quốc gia, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 12.000 vào tháng 9 năm 2020, điều chỉnh cục bộ vào tháng 4 năm 2022. Tại hội thao logistics, cầm đầu logistics cái mép hạ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Postquad, đơn vị tư vấn cho biết với công suất tại cái mép thị vải dự kiến đạt 12,8 triệu tấn vào mùa mì không bản và từ bản từ bản 2022-2022 trong giai đoạn 1, khu vực cái mép thị vải cần trung tâm logistics rộng khoảng 250 ha đến giai đoạn 2030-2050 với dự báo lượng hàng là từ 34,5 đến 41,4 triệu tấn. Trung tâm logistics cần mở rộng ra thêm với diện tích dao động từ 755 đến 900 ha. Đơn vị tư vấn đã đưa ra hình thức đầu tư theo phương án đấu giá, chọn một nhà đầu tư duy nhất hoặc nhiều nhà đầu tư với phân kỳ đầu tư cả. Cụ thể, Postquad đề xuất trong giai đoạn 1 từ nay đến năm 2030, trung tâm logistics cái mép hạ sẽ được đầu tư xây dựng với diện tích 891,17 ha. Giai đoạn 2 từ sau năm 2025 trở đi, bến cảng cái mép hạ lưu sẽ được đầu tư xây dựng với diện tích hơn 594,5 ha. Quay trở lại câu chuyện đầu tư giữa doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam nêu trên, các chuyên gia cảng biển đánh giá cao trình độ và tiềm lực kinh tế của đôi bên. Vì vậy, ai nấy cũng tỏ ra lạc quan về cái bắt tay thật chặt của hai ông lớn vừa qua. Trong đó, GMRF Việt Nam có tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1994. Cùng với chính sách đổi mới kinh tế của chính phủ vào năm 1993, GMRF trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kể từ năm 2002, đây được xem là công ty tư nhân hàng đầu trên bản đồ hàng hải Việt Nam, xếp sau Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, với sự hiện diện dày đặc ở các cảng biển trải dài từ Bắc vào Nam, cùng nhiều trung tâm phân phối trong và ngoài nước hiện nay. Ông lớn này hiện đang điều hành hệ thống 7 cụm cảng lớn, gồm 3 cảng tại phía Bắc là cảng Nam Đình Vũ, Nam Hải ICD, cảng Nam Hải, một cảng biển tại miền Trung là cảng Dung Quất và 3 cảng biển tại phía Nam là Phước Long ICD, cảng Chemalink và cảng Bình Dương. Đáng chú ý nhất là cảng Chemalink có sự hợp tác cùng với các đối tác Thierme Terminal của Pháp. Đây là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam và thuộc top 19 thương cảng quy mô nhất thế giới khi nó có thể tiếp nhận cỡ tàu lớn nhất hiện nay là 250.000 tấn trọng tải. Ngoài ra, công ty tư nhân này có mạng lưới logistics dày đặc với 6 trung tâm phân phối hàng hóa tại miền Bắc, 3 trung tâm tại miền Trung và 13 điểm luân chuyển hàng hóa ở khu vực phía Nam. Về hoạt động kinh doanh, GMRF đang có những bước tiến lớn gần đây. Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu gần 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 1.160 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 62% so với năm liền trước. Mặc dù trong báo cáo 6 tháng đầu năm nay cho thấy, ông lớn logistics này đang có doanh thu giảm nhẹ 3% về mức 1.814 tỷ đồng do thị trường hàng hải kém sắc, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận dòng lại tăng vọt 245% lên mức 2.193 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào lợi nhuận bất thường từ việc bán vốn cảng Nam Hải Đình Vũ. Bên cạnh đó là Sanam Marine, một trong những nhà điều hành bến tàu biển tư nhân độc lập có quy mô lớn hàng đầu thế giới, với các hoạt động vận tải được mở rộng cùng với 250 cơ sở bến tàu và bãi tàu hỏa đặt tại Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Á. Ngoài ra, công ty này cũng là một trong những nhà điều hành bến tàu du lịch và nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Bắc Mỹ. Theo đó, Sanam Marine đã có mặt tại hơn 20 điểm đến tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Qua đó có thể thấy, kể từ khi thành lập năm 1949 tại Mỹ, Sanam Marine đã liên tục phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Sự tham gia của Sanam Marine vào dự án cảng thị vải cái mép hạ được Nhà Trắng công bố một cách rộng rãi cho thấy sự quan tâm lớn của chính phủ Hoa Kỳ dành cho ngành logistics của Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm hiện nay. Và đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì, cùng với chính sách mở cửa kết hợp với việc Việt Nam tham gia vào WTO, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam đang rộng mở chào đón doanh nghiệp nước ngoài. Hầu như các doanh nghiệp logistics lớn trên thế giới đều đã hiện diện tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ thế mạnh của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại đây lại chưa tương xứng so với tiềm năng và so với doanh nghiệp logistics của các quốc gia khác, nhất là Trung Quốc. Do đó, Nhà Trắng rất tích cực trong việc thúc đẩy Sanam Marine tham gia vào các dự án xây dựng cảng biển quy mô của Việt Nam, như cái mép hạ để tăng cường sự ảnh hưởng của mình tại nước bạn, đồng thời làm giảm vai trò của các doanh nghiệp logistics Trung Quốc đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược mà Mỹ hướng đến suốt thời gian qua trong cuộc chiến tranh thương mại chưa có hồi kết với Trung Quốc. Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng nữa khiến Mỹ không thể bỏ qua thị trường logistics của Việt Nam. Đó là Mỹ đã nhận thấy rằng trong tương lai sắp tới, thị trường dịch vụ logistics Việt Nam hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi nền kinh tế trong nước có tốc độ tăng trưởng nhanh với khối lượng hàng hóa sản xuất lớn. Nó sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics tăng cao nếu đầu tư vào các dự án cảng biển. Ngày hôm nay, Mỹ sẽ dễ dàng tối đa hóa được lợi nhuận lớn cho mình trong thời gian tới, với một cái đầu có khả năng nhảy số vô cùng nhanh nhạy. Ông lớn này chắc chắn sẽ không bỏ qua một phi vụ làm ăn quá hời như trên, nhưng Hoa Kỳ cũng cần phải biết rằng, ngoài Sanya Marine, siêu cảng cái mép hạ còn được nhiều doanh nghiệp tên tuổi khác của Việt Nam quan tâm như liên doanh Galaxy, Hiteco, EMJ Innovation, công ty cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Đăng Dân, tập đoàn Mặt Trời, Saigon Fincorp và tổng công ty Tân Sài Gòn. Mới đây nhất, liên doanh gồm tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SIC, tập đoàn JLX Simco và công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế ETC đã có văn bản đề xuất thủ tướng cho triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container cái mép hạ. Đánh giá văn bản được liên doanh gửi trình chính phủ vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho rằng những gì được đề xuất ở giai đoạn 1 là phù hợp với quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết cảng biển về quy mô cỡ tàu, công năng và lộ trình đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm như liên doanh các công ty kể trên để triển khai dự án đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất, mặt nước, khu vực biển, tăng cường sự kết nối giữa cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ. Bởi việc làm này sẽ góp phần phát huy được định hướng quy hoạch cảng biển Bà Rịa, Vũng Tàu trở thành cảng biển đặc biệt tại Việt Nam. Do đó, có thể nói, để giành được dự án béo bở này cho mình, doanh nghiệp của mình sẽ phải rất khó khăn vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cơ hội ngàn năm có một sẽ tuột khỏi tầm tay này. Như chúng ta cũng biết, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là vùng đất quan trọng của cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Ấy thế mà trong nhiều năm trở lại đây, nơi này phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. Tình trạng này ngày càng có xu hướng tăng nặng, đe dọa đến an ninh lương thực của Việt Nam trên diện rộng. Đặc biệt là khi dự án kênh Đa Phu Nam Tê Cô của Campuchia được công bố triển khai suốt thời gian qua. Bởi vì theo nhiều nghiên cứu, dự án kênh đào của Campuchia sẽ cắt ngang dòng chảy sông Mekong, khiến cho lượng nước dồi dào không thể chảy về hạ nguồn như bình thường, qua đó gây hại cho nền nông nghiệp, cho môi trường và cho cả quá trình sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Mặc dù Việt Nam đã cố ra sức phản đối, nhưng Campuchia vẫn ngoan cố tiến hành cho bằng được, bất chấp lý lẽ. Mới đây, Campuchia đã ấn định ngày khởi công kênh đào vào tháng 8 này, nhưng tưởng đâu Việt Nam sẽ phải bỏ tay chịu thua trước sự thách thức của Campuchia. Nhưng không, gần đây có thông tin rõ ràng cho biết Việt Nam đã lên kế hoạch đào hai hồ nước siêu to khổng lồ để cứu cả đồng bằng sông Cửu Long trước khi kênh của Campuchia hoàn thành. Vậy sự thật là như thế nào? Liệu rằng Việt Nam có đúng là đã tìm được giải pháp khắc chế kênh đào Phù Nam Tê Cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua, việc Việt Nam cho xây dựng hai hồ chứa nước lớn đã được đưa tin rộng rãi trên khắp các mặt báo lớn nhỏ với nội dung như sau. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội khoa học kinh tế và quản lý thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề nước ngọt cho đồng bằng sông ngày 3 tháng 6. Tại đây, một số nhà khoa học đã đề xuất xây thêm hai hồ chứa trên địa bàn khu vực. Cụ thể, vị trí xây hồ chứa được xác định tại Đồng Tháp, nơi nằm gần với vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, có diện tích khoảng 27.000 ha và dung tích là 1,5 tỷ mét khối. Với phương án này, chi phí cho hồ chứa được ấn định khoảng 67.000 tỷ đồng, bao gồm hạng mục xây dựng và giải phóng mặt bằng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng gần 8.000 với gần 32.000 nhân khẩu. Hồ chứa thứ hai nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trên địa phận ba xã Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, hồ chứa có dung tích 1 tỷ mét khối. Tổng diện tích xây dựng hồ dự kiến hơn 17.000 ha, mức đầu tư cho công trình khoảng 68.000 tỷ đồng. Số hộ dân dự kiến di rời khoảng 11.700 với gần 47.000 nhân khẩu. Theo nhóm nghiên cứu, việc xây dựng hồ chứa sẽ giúp điều tiết nước cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần Kiên Giang, Cần Thơ thông qua hệ thống kênh rạch có sẵn. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thông tin hoàn toàn chính xác, chứ không phải là tin đồn thất thiệt như nhiều người nghi ngờ. Kế hoạch xây dựng hai hồ nước ngọt khổng lồ được ra đời khi đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. Song song với đó là nguy cơ thiếu nước ngọt sử dụng cho hàng loạt các dự án xây dựng đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong được triển khai,
hay gần đây nhất là đề xuất xây dựng kênh đào Funam Teco của Campuchia. Cụ thể hơn là chỉ tính riêng ở thượng nguồn sông Mekong, dự kiến có đến 467 đập thủy điện được lên kế hoạch xây dựng, trong đó có khoảng 1/4 đập đang trong quá trình xây dựng hoặc dự kiến xây dựng. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, hạn hán, hạn mặn, sạt lở và xói mòn ở hạ lưu. Theo đó, kết quả nghiên cứu về tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận khu vực sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đang bị xâm nhập mặn trong phạm vi 80-90 km. Kế đến là khu vực sông Cửa Tiểu, Cửa Đại có phạm vi xâm nhập mặn từ 60-70 km, sông Hàm Luông có mức độ xâm nhập mặn từ 57-65 km, sông Cổ Chiên bị xâm nhập mặn trên khu vực 56 km, sông Mậu có tình trạng xâm nhập mặn trong phạm vi 55 km, nên đôi lên là 60 km. Mới đây, các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước đã tiến hành nghiên cứu, lập bản đồ thiệt hại do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Con số này hiện đang rơi vào khoảng 70.168 tỷ đồng đối với hoạt động sản xuất, bao gồm cây ăn trái, hoa màu, lúa và thủy sản. Vậy nên có thể nói, việc xây dựng các hồ chứa nước tại các khu vực trọng điểm của đồng bằng là điều cực kỳ cần thiết, đặc biệt là tại hai địa điểm được ấn định nêu trên. Bởi vì vườn quốc gia Tràm Chim nằm trong vùng trũng, Đồng Tháp 10 từng được biết đến như là túi nước lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Việc xây dựng hồ chứa nước ngọt tại đây sẽ hỗ trợ việc điều tiết dòng chảy mùa khô và cung cấp đủ nước cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre thông qua hệ thống kênh liên tỉnh kết nối với các kênh Hồng Ngự, Long An, An Hòa, Đồng Tiến, Phú Hiệp. Hơn nữa, việc mở rộng diện tích trong khu vực 5 xã vùng đệm cũng được thực hiện thuận lợi do mật độ dân số thấp, chỉ tầm 281 người mỗi km, chi phí đền bù giải tỏa tái định cư không quá cao. Tương tự như trên, việc xây dựng hồ chứa nước vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nằm trên khu vực của 3 xã Phương Bình, Phường Phú Khứ, Tân Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng mang lại nhiều lợi ích cho việc chứa nước và điều tiết nước đối với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, một phần của tỉnh Kiên Giang và thành phố Cần Thơ hệ lại yếu sông Cái Lớn khác. Ngoài ra, việc xây dựng hồ chứa nước tại Lung Ngọc Hoàng cũng có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại đây, một vùng đất quan trọng có vai trò lớn trong sinh sản và dự trữ thủy sản cho đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy mà nhiều chuyên gia dự đoán rằng một khi các hồ chứa nước lớn được hoàn thành, đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cứu, âm mưu của Campuchia sẽ bị phá sản hoàn toàn cùng với kênh đào Funam Teco. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên quá vội vui mừng, bởi vì dự án xây dựng hai hồ chứa nước lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức sau đây. Thứ nhất, việc xây dựng hồ chứa nước ở các vùng đồng bằng như Tây Nam Bộ có tính chất phức tạp hơn so với việc xây công trình tương tự ở vùng núi cao, bởi vì khu vực vùng cao có các ngọn núi to lớn vững chãi tạo thành các vách ngăn tự nhiên giữ nước lại. Đặc biệt, hai ngọn núi hai bên tạo thành vài đập giữ nước khá hiệu quả. Còn nếu như chúng ta xây dựng hồ chứa để ngăn nước ở đồng bằng, thì nó dễ tràn từ chỗ này qua chỗ khác và rất khó tạo thành hồ với mực nước dâng cao. Hơn nữa, khu vực đồng bằng có nền đất yếu hơn so với khu vực vùng cao. Điều này đòi hỏi kỹ thuật xây dựng hồ trên nền đất yếu phức tạp hơn, vì chỉ cần sơ sẩy đôi chút là cả công trình sẽ bị sụt lở ngay. Thứ hai là về phương pháp phân phối nước cho khu vực đồng bằng. Nó đặt ra thách thức lớn cho các nhà khoa học về việc phải làm sao để đảm bảo sự phân phối đồng đều, hiệu quả cho các khu vực thiếu nước với dòng chảy đủ mạnh kèm theo. Và sau tất cả, chúng ta cũng cần lưu ý rằng việc chuyển nước phục vụ cho sản xuất tại các hồ quy mô lớn cần có hệ thống trạm bơm công suất cao và các hệ thống cống bắc qua kênh. Khi xây dựng các công trình này, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, sự phát triển kinh tế và môi trường tại khu vực. Hơn nữa, với diện tích xây dựng lớn tại vùng đồng bằng, dự án xây dựng các hồ chứa nước có thể gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Do đó, quá trình giải phóng mặt bằng cần được tính toán thật kỹ lưỡng để giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Đứng trước những trở ngại nêu trên, nhiều nhà khoa học đã đề xuất giải pháp xây dựng các hồ chứa nước nhỏ hơn tại nhiều khu vực khác nhau, chứ không nên xây hồ quá to tại hai địa điểm nêu trên. Nó đã được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Rất có thể trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành sẽ phối hợp với các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn về vấn đề này. Sau đó, các chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá lợi ích và rủi ro mà nó mang đến để quyết định nên thi công công trình như thế nào. Vậy nên, chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian nữa để nhìn thấy sự hồi sinh của đồng bằng sông Cửu Long với các hồ chứa nước ngọt quy mô lớn. Đó chính là lúc mà Campuchia khóc thét vì mưu hèn kế bẩn của mình bị Việt Nam đập tan hoàn toàn. Mới đây, thông tin chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh Khánh Hòa đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt báo lớn nhỏ trong nước. Nhiều người cho rằng sự hiện diện của chiến hạm Mỹ tại đây chính là dấu hiệu rõ ràng, cho thấy rất có thể ông lớn này sẽ lập căn cứ tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số khác lại không nghĩ như vậy. Phe đối lập cho rằng rất có thể đó chỉ là chuyến viếng thăm thông thường mà thôi. Vậy đâu mới là sự thật đằng sau sự kiện vừa xảy ra?
chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, vào ngày đầu của tháng 7 vừa qua, thông tin chiến hạm Mỹ cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa đã được các kênh truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin đồng loạt. Tàu hải quân USS Blue Ridge và lực lượng tuần duyên Mỹ đã vào vịnh Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa vào trưa ngày 8 tháng 7 năm 2024. Khoảng 13 giờ, tàu USS Blue Ridge thuộc hạm đội 7 Mỹ chở hơn 1.000 sĩ quan, nhân viên và tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cập cảng quốc tế Cam Ranh. Dự lễ đón tàu có lãnh đạo vùng 4 Hải quân, vùng Cảnh sát biển 3, đại diện Sở Ngoại vụ Khánh Hòa và một số cơ quan chức năng khác. Về phía Mỹ, có đại sứ Mark Knapper, tổng lãnh sự Susan Burns và tùy viên quốc phòng. Trong 5 ngày lưu lại Khánh Hòa, đoàn Hải quân Mỹ gồm tư lệnh hạm đội 7, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và quân chủng Hải quân, giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân và vùng Cảnh sát biển 3, trao đổi chuyên môn với các đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng, đồng thời ghé thăm các cơ sở bảo trợ trẻ em và người yếu thế. Dành cho những ai chưa biết về chiến hạm USS Blue Ridge, đây được xem là soái hạm của Mỹ, với chiều dài 194m, rộng 33m, có lượng giãn nước hơn 19.000 tấn và vận tốc tối đa hơn 20 hải lý một giờ. USS Blue Ridge là một trong những tàu chỉ huy lâu đời nhất của Hải quân Mỹ. Tàu có hệ thống máy tính và thông tin liên lạc tối tân hiện đại bậc nhất thế giới, được ví là bộ não trong hoạt động tác chiến của quân đội Mỹ. Sự hiện diện của chiến hạm Mỹ và lực lượng tuần duyên của nước này tại Cam Ranh đã dấy lên nhiều nghi ngờ rằng rất có thể đây là bước đệm để Mỹ lập căn cứ tại vùng vịnh giàu tiềm năng. Bởi vì suốt thời gian qua, Mỹ và Việt Nam liên tục tăng cường các hợp tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là an ninh Biển Đông. Đỉnh điểm là vào năm 2023 vừa qua, hai nước Việt-Mỹ đã nâng cấp mối quan hệ lên hàng cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, nhằm tăng cường các hợp tác theo hướng sâu rộng hơn. Khi đó, Mỹ đã đưa ra rất nhiều lời cam kết hấp dẫn dành cho Việt Nam, bao gồm cả lời cam kết an ninh. Tuy nhiên, theo Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết, chuyến viếng thăm của chiến hạm Mỹ vừa rồi chỉ nhằm mục đích góp phần duy trì mối quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ mà thôi. Đây không phải là bước đệm để Mỹ tiến đến việc xây dựng căn cứ tại vùng vịnh có vị trí chiến lược này. Vâng, nếu phân tích một cách kỹ lưỡng hơn, bạn sẽ thấy những gì mà Sở Ngoại vụ Khánh Hòa nói là rất đáng tin cậy. Vì nhiều lý do khác nhau như sau. Thứ nhất, đây không phải là chuyến viếng thăm đầu tiên của chiến hạm này đến Việt Nam. Vào năm 2009 và 2012, tàu USS Blue Ridge cũng từng ghé thăm nước bạn. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nếu chiến hạm của Mỹ đến Cam Ranh để xây dựng căn cứ, thì có lẽ Mỹ đã hoàn thành công việc này từ rất lâu. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, tại vùng vịnh được nhiều người thèm muốn này, vẫn không xuất hiện bất kỳ căn cứ nào của Mỹ cả. Vậy nên có khả năng rất cao là chuyến đi của chiến hạm USS Blue Ridge chỉ là chuyến viếng thăm thường kỳ nhằm mục đích tăng cường giao lưu, hợp tác an ninh quốc phòng mà thôi. Nhận định ấy sẽ càng có phần chắc chắn hơn khi chúng ta tiếp tục phân tích lý do thứ hai, đó là không chỉ có chiến hạm Mỹ đến Cam Ranh suốt thời gian qua. Nhiều tàu chiến của các nước khác cũng đến Cam Ranh với mục đích tương tự như trên, chẳng hạn như hồi cuối năm ngoái, khu trục hạm trực thăng JS Izumo của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. JMSDF cũng đã cập cảng Cam Khánh Hòa vào sáng ngày 20 tháng 6 năm 2023. Đi cùng tàu này có tàu khu trục Summit. Tại lễ đón tàu, chuẩn đô đốc Nishiyama Takahiro, chỉ huy đội tàu Izumo, cho biết JMSDF mong muốn được tăng cường trao đổi thường xuyên với Hải quân Việt Nam và củng cố quan hệ hợp tác Việt-Nhật để hai bên có thể phối hợp khi cần thiết. Đây là lần đầu tiên tàu JS Izumo thăm Việt Nam trong 4 năm qua. Lần gần nhất, nó cập cảng Cam Ranh vào tháng 6 năm 2019. Còn trước đó, vào năm 2022, đội tàu thuộc biên chế hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga có chuyến thăm kéo dài 4 ngày đến cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nơi là quân cảng trọng yếu của Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga bị nhiều nước phương Tây và đối tác trừng phạt, cô lập trong hơn 4 tháng vì xâm lược Ukraine. Trong cùng thời gian tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối việc chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine và bỏ phiếu chống lại một nghị quyết đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Một năm sau đó,
tức là vào năm 2023, tàu Đô đốc Pantelief và tàu chở dầu cỡ trung Pitanga thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Hải quân Nga tiếp tục cập cảng Cam Ranh trong chuyến thăm xã giao kéo dài 3 ngày. Được biết, khu trục hạm Đô đốc Pantelief thuộc lớp đề án mùng 1551 Frigate có lượng giãn nước 7.900 tấn, dài 163 mét. Nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 65 km/h, với tầm hoạt động khoảng 19.400 km và mang theo hai trực thăng K-27. Chiến hạm Nga được trang bị hai hải pháo AK-100-100mm, hai cụm 4 ống phóng tên lửa phóng ngầm Rostov B, 8 ống phóng tên lửa phòng không Kinchan, hai cụm 12 ống phóng rocket săn ngầm RBU-6 nghiệm, hai cụm 4 ống phóng ngư lôi 533mm và 4 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần AK-630mm. Mục đích của chuyến viếng thăm này cũng được tuyên bố là góp phần quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác toàn diện giữa hai nước Việt-Nga vì hòa bình, an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Còn nếu xa hơn nữa, thì vào năm 2016, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đóng tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa đã làm lễ đón rước 3 chiến hạm của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc theo thông lệ Hải quân quốc tế. Trong 3 tàu Trung Quốc, có 1 tàu hậu cần và 2 chiến hạm hậu vệ tên lửa 529 và 531, chở theo 750 sĩ quan và thủy thủ, đến thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam từ 22 đến 26 tháng 10 năm 2016. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, 3 chiến hạm của Trung Quốc do Đại tá Vương Hồng Lý, Phó Tham mưu Hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn, trên đường làm nhiệm vụ từ Vịnh Aden trở về Trung Quốc, tàu đã ghé thăm cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm này nằm trong kế hoạch trao đổi đoàn quân sự thường niên giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của mối quan hệ Việt-Trung. Từ những chuyến thăm kể trên, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được một lý do quan trọng nữa để bác bỏ tin Mỹ lập căn cứ tại Việt Nam sau chuyến thăm của chiến hạm USS Blue Ridge. Đó là Việt Nam sẽ không ngu ngốc đến nỗi làm chuyện tự sát đó khi mà vùng vịnh này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của các cường quốc trên thế giới, đặc biệt là hai nước Nga-Trung. Nói cách khác, cảng Cam Ranh hiện được xem là bến nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Nó rất thích hợp làm nơi cho tàu bè trú ẩn khi biển động, đồng thời cũng là nơi cung cấp các dịch vụ hậu cần quan trọng cho các tàu quá cảnh đến đây. Đặc biệt hơn, cảng Cam Ranh còn sở hữu vị trí địa lý chiến lược trên Biển Đông, nên rất nhiều cường quốc muốn đến đây xây căn cứ cho riêng mình. Chẳng hạn như trong quá khứ, Hải quân của Pháp, Hải quân và Không quân của Hoa Kỳ và Liên Xô đã từng dùng vịnh Cam Ranh làm căn cứ quân sự trong suốt thời gian dài. Còn ở thời điểm hiện tại, các ông lớn như Mỹ, Nga cũng rất muốn quay trở lại Cam Ranh để tăng cường sự hiện diện cũng như sức ảnh hưởng của mình tại biển lớn nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tuy nhiên, với chính sách đối ngoại 4 hầm, mà trong đó có nguyên tắc Việt Nam không cho nước nào lập căn cứ trên lãnh thổ nước nhà, Hà Nội đã khước từ hết mọi lời ngỏ được thuê mướn Cam Ranh với mức giá hời của những cường quốc kể trên. Thay vào đó, Hà Nội đã biến Cam Ranh thành nơi cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì tàu biển quốc tế và mở cửa cho hải quân các nước không phân biệt nước nào. Nếu bây giờ Việt Nam cho phép Mỹ lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, thì chắc chắn đất nước hình chữ S sẽ làm phật lòng Nga và Trung Quốc này, và đồng thời biến mình thành kẻ dối trá, nói một đằng làm một nẻo, khiến cho thế giới rẻ khinh. Nói tóm lại, không hề có chuyện Mỹ đặt căn cứ tại vịnh Cam Ranh sau chuyến viếng thăm của chiến hạm USS Blue Ridge. Thật ra đây chỉ là chuyến viếng thăm bình thường trên phương diện ngoại giao mà thôi, bởi vì Việt Nam luôn nhất quán đi theo đường lối đối ngoại trung lập của mình, cũng như rất trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với bạn Nga, nên sẽ không để mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam đã bắt đầu rò rỉ trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước. Một lời hứa mà Mỹ đã đưa ra trước Việt Nam vào thời điểm 2 năm trước đây. Theo đó, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong và ngoài khu vực. Và có lẽ, người đang liếc dọc liếc ngang nhất chính là Trung Quốc, khi nước này luôn tỏ ra nhạy cảm trước mọi động thái của hai nước Việt-Mỹ suốt thời gian qua. Vậy liệu rằng, chuyện Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam có phải là sự thật hay không? Sự thật này có gì đặc biệt mà lại khiến cho Trung Quốc lo lắng sốt vó đến thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính,
Các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn thực hư của câu chuyện trên, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cách đây 2 năm, khi Mỹ đưa ra tuyên bố xanh dờn về việc sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Sự kiện này đã được hàng loạt trang báo trong và ngoài nước đưa tin như sau. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Klepper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ, Mỹ có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp nước bạn tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, vùng duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam 2 tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng trong mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải. Đại sứ Mỹ cho biết, hiện giờ chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Còn trước đó, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgantor cho cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la. Sau chuyển giao, tàu được đổi tên là CSB 8020 và đây là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Tiếp đến, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là John McGuire, cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô la. Nhìn chung, chúng đều là những con tàu tuần duyên lớp Hamilton từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, đồng thời cũng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Và cũng tại cuộc họp báo, Đại sứ Klepper khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới công bố cách đây không lâu. Đại sứ cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể coi là lộ trình mà Mỹ đề ra về cách phát triển quan hệ với khu vực này. Một năm sau khi đưa ra các phát ngôn kể trên, chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục nhắc về việc chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam vào năm 2023 với nội dung như sau. Mỹ đã cung cấp 2 tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm một tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam, củng cố an ninh trên biển. Đây là những gì Thượng nghị sĩ Jack Mauley chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến công tác của phái đoàn lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu, Thượng nghị sĩ Mauley cho biết, phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với 2 sứ mệnh: thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Biển Đông, biến đổi khí hậu cho đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Mauley một lần nữa nhắc lại quan điểm mình đã đưa ra trước chuyến đi là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện hiện tại lên đến tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Tiếp lời ông Mauley, một thành viên khác trong phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Chia sẻ với phóng viên về việc Mỹ hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Mauley cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà Hoa Kỳ đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển trong suốt những năm qua và tới đây vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mặc dù trong những tuyên bố được đưa ra không nêu rõ thời gian cụ thể mà Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam, nhưng mới đây, sự xuất hiện của một bài viết chứa đầy hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại căn cứ tuần duyên Seattle đã làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang tích cực hoàn thiện quá trình bàn giao này. Cụ thể là trang tin Davis đã cho chia sẻ loạt ảnh nêu trên cùng với dòng chú thích rằng căn cứ tuần duyên Seattle nằm gần trung tâm thành phố Seattle đã tiếp đón các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi họ đang chuẩn bị cho tàu cảnh sát biển hoạt động trở lại. Tàu cảnh sát biển Merlin đang tới Việt Nam. Được biết, tàu cảnh sát biển Merlin có trọng tải 3.250 tấn và dài tới 115 mét. Mặc dù được Mỹ biên chế từ năm 1968, nhưng nó đã được nâng cấp rất hiện đại với các động cơ tua bin khí tiên tiến để có thể di chuyển với tốc độ cao. Đây là con tàu cảnh sát biển đầu tiên và duy nhất có điều kiện phù hợp để trang bị tên lửa chống hạm Harpoon.
Ngoài hệ thống pháo hạm Phalanx CINES, hầm chứa còn có một máy bay trực thăng MH-65 Dolphin. Nó từng được trang bị cả hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, tàu USCGS Merlin đã tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đảo và các vùng nước xa xôi của châu Á. Nó đã thu giữ hơn 100 triệu đô la ma túy đang trên đường vào Mỹ và trở thành tàu quân sự Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, tàu Merlin còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn khác và cứu sống rất nhiều người. Chính vì thế mà tàu Merlin đã được chính phủ Mỹ trao danh hiệu tàu chiến đấu hạng xuất sắc. Quay trở lại bài đăng trên trang tin Divis, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Mỹ đã bắt đầu khởi động quy trình bàn giao tàu tuần tra Merlin cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến giai đoạn huấn luyện thủy thủ vận hành tàu. Sau khi kết thúc huấn luyện, lực lượng này sẽ thực hiện hải trình hàng nghìn hải lý từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới. Nghi vấn trên càng trở nên đáng tin cậy hơn khi việc bàn giao hai con tàu tuần tra trước đó của Mỹ cũng được thực hiện với quy trình tương tự. Có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự hiện diện của con tàu Merlin trên lãnh hải nước nhà. Nhìn chung, chuyện Mỹ tích cực chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam cũng là điều dễ hiểu, khi mà ông lớn này rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải của nước bạn, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động quấy phá để manh nha nuốt chửng cả vùng biển giàu tiềm năng. Và nếu như không giúp đỡ Việt Nam lúc này, thì trong tương lai tới, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực nóng sốt hàng đầu thế giới sẽ vượt mặt Mỹ. Chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ phá sản hoàn toàn. Kết quả là vị trí bá chủ của Mỹ tại đây sẽ bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp, điều mà ông lớn đang vô cùng lo sợ ở thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, rõ ràng, đất nước hình chữ S đã và đang tận dụng rất tốt sự xung đột của hai nước Trung Mỹ để nhận được những lợi ích thực tế cho mình. Bởi vì ngoài những con tàu tuần tra kể trên, Việt Nam còn nhận được sự cam kết đảm bảo an ninh hàng hải từ Mỹ và nhiều khoản viện trợ khổng lồ khác liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo Việt Nam về phía mình bằng cái bắt tay thật chặt và bằng những lời mời chào hợp tác hấp dẫn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông, cùng với nhiều dự án quy mô. Thiết nghĩ Việt Nam cần phải cư xử thật khéo léo để duy trì được lợi thế hiện có của mình. Đừng nên dại dột chọn phe khiến một trong hai ông lớn mất lòng để rồi lãnh đủ bom mìn cho bản thân. Những tháng vừa qua, Trung Quốc liên tục có hành động leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Họ xua tàu đi vào vùng biển có chủ quyền của các quốc gia khác, thực hiện hành vi phun vòi rồng và đâm tàu. Khi sóng ngầm còn chưa chấm dứt thì hải cảnh tổ chức tập trận để đe dọa các quốc gia láng giềng trên biển của mình. Trước sự ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, mới đây, Việt Nam đã có một hành động đáp trả tuyệt vời. Đó là Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc, CLCS. Trung Quốc dĩ nhiên đã nóng mặt và đáp trả gay gắt hành động của Việt Nam. Họ cho rằng chúng ta đang làm những điều vô lý. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không phải dạng vừa khi ngay lập tức hồi đáp lại những câu hỏi của phía Trung Quốc, hành tái khẳng định Việt Nam đang làm mọi thứ đúng theo luật pháp quốc tế. Vậy cụ thể, việc Việt Nam đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng lần này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện trên Biển Đông trong tương lai và phản ứng của Trung Quốc là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Sáng ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia làm trưởng đoàn, đã chính thức nộp hồ sơ để trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc. Việc nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý là để thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, được quy định tại Điều 76 của UNCLOS. Theo đó, khi quốc gia ven biển có thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý, tính từ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải quốc gia ven biển cần phải nộp đệ trình về các thông tin và dữ liệu liên quan để CLCS xem xét và ra khuyến nghị về ranh giới của thềm lục địa mở rộng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày lên tiếng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, khoa học để khẳng định Việt Nam có quyền thềm lục địa tự nhiên mở rộng ngoài 200 hải lý
tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam. Nhân dịp này, Việt Nam cũng tái khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền đối với các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông, được xác lập phù hợp với UN Clause. Đồng thời, Việt Nam cam kết sẵn sàng giải quyết và kiểm soát các tranh chấp, bất đồng về chủ quyền lãnh thổ liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam và các quốc gia ven biển liên quan ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cùng với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và phát triển bền vững ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS. Theo UNCLOS, năm 1982, mỗi nước ven biển được hưởng một vùng đặc quyền kinh tế rộng tối đa 200 hải lý, tính từ đường cơ sở của nước đó. UNCLOS cũng quy định rằng, nếu thêm lục địa của nước ven biển kéo dài ra xa hơn 200 hải lý, thì nước đó có đặc quyền khai thác tài nguyên dưới đáy biển trong một vùng bên ngoài 200 hải lý, gọi là thềm lục địa mở rộng. Hay nói cách khác, nếu đề xuất này được thông qua, rất có lợi cho hoạt động kinh tế và an ninh quốc phòng của nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Dĩ nhiên, phạm vi thềm lục địa mở rộng mà các nước đăng ký không khỏi có chỗ chồng lấn, phát sinh bất đồng và tranh chấp. Do đó, gần như ngay lập tức, ngày 18 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã ra tuyên bố phản đối đệ trình của Việt Nam. Tuyên bố trước báo chí tại Bắc Kinh, Lâm Kiếm nói rằng việc Việt Nam đơn thuần đệ trình hồ sơ ranh giới ngoài thềm lục địa lên Ủy ban thềm lục địa Liên Hợp Quốc tại Biển Đông, trong đó các yêu sách liên quan bao trùm một phần khu vực của cái gọi là quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, cái tên bất hợp pháp mà Trung Quốc gán cho quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi biển của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và UNCLOS, vi phạm Hiệp định Nguyên tắc cơ bản về chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Trung Việt, được ký kết giữa Trung Quốc và Việt Nam, vi phạm DOC được ký kết giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam. Căn cứ theo quy tắc, có tranh chấp không xem xét của Ủy ban thềm lục địa, Ủy ban thềm lục địa sẽ không xem xét và nhận định các hồ sơ liên quan của Việt Nam và Philippines. Các hành động như thế này không có ý nghĩa trên thực tế, chỉ làm nổi bật khác biệt, gia tăng mâu thuẫn, không có lợi cho việc giải quyết tranh chấp. Trung Quốc sẽ kiên trì thông qua đối thoại hiệp thương, xử lý thỏa đáng tranh chấp Biển Đông với các bên liên quan. Có thể thấy, phát ngôn của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không khác gì tự và chính Trung Quốc. Họ lúc nào cũng rao giảng rằng mình tuân thủ luật pháp quốc tế và làm mọi thứ theo quy định. Nhưng cũng chính họ là kẻ đã vẽ ra đường lưỡi bò, liếm gần hết khu vực Biển Đông. Và cũng chính họ xua tàu gây hấn với quốc gia khác và tập trận một cách ngang ngược ở Biển Đông để thị uy sức mạnh. Các nước phản ứng lại thì lưu loa, khóc lóc, kêu oan, nói rằng không nên gia tăng mâu thuẫn và xung đột, trong khi chính họ mới là bên coi thường luật pháp quốc tế. Chính họ đang gia tăng hành vi khiêu khích trên Biển Đông, không coi ai ra gì. Trước sự xảo ngôn của Trung Quốc, phía Việt Nam nhanh chóng có hồi đáp, trả lời câu hỏi về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đệ trình của Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, để thể hiện thiện chí và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam, Việt Nam đã thông báo với các nước liên quan về điều này qua các kênh ngoại giao. Các trao đổi diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị, thẳng thắn. Các nước đều ghi nhận và tôn trọng quyền của Việt Nam về việc nộp báo cáo về ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông, phù hợp với UNCLOS. Bà Hằng lưu ý, quan điểm của Việt Nam đã được nêu rất rõ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc nộp báo cáo về ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở giữa Biển Đông. Như vậy, Việt Nam đã tái khẳng định mình đang thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ quốc tế. Việt Nam cũng đã thông báo trước với các bên liên quan nên không cần phải thắc mắc gì thêm. Dĩ nhiên, không phải Việt Nam cứ đệ trình đơn thì sẽ được duyệt ngay lập tức. Nhìn chung, việc đệ trình thêm lục địa mở rộng không phải là chuyện sẽ dễ dàng được thông qua bởi nó liên quan tới nhiều bên, nhiều tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng thay vào đó, đây có thể là một phản ứng mang tính gián tiếp của Việt Nam
đối với các hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian qua. Kiểu như, chúng tôi không muốn nói nhiều, cứ đúng luật mà làm. Và chúng tôi cũng nhắc để họ nhớ rằng, đúng là Trung Quốc có một vị trí quan trọng trên phương diện ngoại giao của Việt Nam, nhưng không có nghĩa là Việt Nam phải nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Việt Nam trước nay luôn như vậy, cái gì ra cái đó rõ ràng. Mối quan hệ kinh tế và chính trị với Trung Quốc cần giữ thì giữ, nhưng với chủ quyền lãnh thổ không thể nhân nhượng, dù chỉ một tấc đất. Ta có thể tay mặt mừng với lãnh đạo nước bạn, nhưng về phương diện này thì vẫn phải đấu tranh tới cùng. Đây gọi là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Người ta thường cho rằng đối ngoại là phải làm vui lòng nhau và tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế, không nhất thiết phải như vậy. Trong công tác đối ngoại, các bên có thể không hoặc chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng vẫn phải duy trì quan hệ, không để xảy ra căng thẳng, xung đột. Vì vậy, bên cạnh hợp tác, đấu tranh cũng rất quan trọng để bảo vệ các giá trị của Việt Nam, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ hòa bình và ổn định, không cho nước khác xâm phạm lợi ích chiến lược của đất nước. Chúng ta cần cân đối hài hòa giữa hợp tác và đấu tranh, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, đấu tranh trên tinh thần xây dựng, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đấu tranh trên cả bình diện song phương, đa phương, và quan trọng là đấu tranh với chính các nước có xung đột lợi ích trực tiếp với chúng ta. Trong khi đó, cần tận dụng tối đa mọi cơ hội để hợp tác chân thành, thiết thực, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Như chúng ta cũng biết, hệ thống nhà giàn DK1 được xây dựng hiện đại giữa vùng thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Hàng năm có rất nhiều đoàn công tác ra thăm và làm việc tại các nhà giàn nơi đây. Còn vào những ngày thường thì DK1 luôn có người canh gác túc trực theo kiểu luân phiên. Thậm chí, các anh bộ đội Cù Hồ còn ăn ngủ ngay tại nhà giàn để bám biển, bảo vệ quê hương. Vậy thì lý do gì mà nhà giàn DK1 lại được canh giữ nghiêm ngặt đến thế? Nó có tầm quan trọng như thế nào đối với vùng thềm lục địa của Việt Nam mà luôn được quan tâm sát sao? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video clip này hôm nay. Sau khi các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng trang tin Vov.vn tìm hiểu đôi chút về nhà giàn DK1, nơi chấn giữ vùng thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam như sau. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã ra chỉ thị thành lập Cụm Dịch vụ Kinh tế Khoa học Kỹ thuật trên thềm lục địa phía nam, gọi tắt là DK1, thuộc sự quản lý của đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Cụm được xây dựng dưới dạng các nhà giàn phục vụ mục đích dân sự trên Biển Đông. Tại đây, Việt Nam đã cho thi công các nhà giàn DK1 trên 7 khu vực trọng yếu, bao gồm 20 nhà giàn trên 6 bãi đá ngầm Tư Chính, Phúc Tần, Phúc Nguyên, Quyền Chân, Quế Đường, Ba Kè và một nhà giàn trên bãi cạn Cà Mau. Hiện có cả thảy 15 nhà giàn đang được sử dụng. Trong đó có 8 nhà giàn có bãi đỗ trực thăng trên nóc, 4 nhà giàn có hải đăng và một nhà giàn có trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Có thể thấy hệ thống nhà giàn DK1 được đầu tư xây dựng khá khang trang với quy mô lớn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được một công trình hoàn thiện như thế, quân dân Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trắc trở. Bởi vì việc tiếp cận đo đạc các bãi đá ngầm trước khi thi công là điều không hề dễ dàng, nhất là khi 28 tàu thuyền của đơn vị khảo sát đều đã trở nên cũ kỹ sau nhiều năm bảo vệ Trường Sa. Hơn nữa, để xây dựng được các nhà giàn đó, thì Việt Nam cần phải điều các tàu chuyên dụng ra làm việc ngoài vùng biển khơi, xa căn cứ hậu cần. Đơn vị thi công phải thiết kế giàn và chân đế sao cho vững chãi. Khi chưa biết được số liệu ban đầu về nền móng, nhất là nền san hô, khí tượng và hải văn vùng biển, có nhiều cơn bão lớn trong năm. Và đây quả là nhiệm vụ khó khăn, đầy thách thức đối với các chiến sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần thép và ý chí quyết tâm cao độ, những người chiến sĩ yêu nước đã vượt qua mọi thách thức để xây dựng nên các nhà giàn đầu tiên. Cơ mà dường như ông trời đang muốn thử thách tiếp sự kiên cường và bản lĩnh của các anh lính bộ đội Cụ Hồ khi hàng loạt các nhà giàn bị đổ ập bất ngờ trước mưa to sóng lớn trên Biển Đông. Nó đã được trang báo do Vietnet.vn đưa tin như sau. Dù đã bền bỉ đội trời lội biển qua cả thập niên, nhưng không phải lúc nào mọi người cũng vượt qua được bão to sóng lớn, cứ muốn xô quật mình cả. Còn năm nhà giàn đã chẳng chịu đựng nổi cái thói đỏng đảnh bất thường của thủy thần, cho nên cái thì nghiêng đổ từ từ rồi ngã vào biển cả,
cái thì không chịu đựng được sóng lưng vỗ mạnh đổ gục ngay trước tâm bão triều cường. Cụ thể hơn là vào năm 1990, nhà giàn DK-13 ở bãi Phúc Tần đã đổ sập. Năm 1998, nhà giàn DK-106 bãi Phúc Nguyên gục mặt. Năm 1999, nhà giàn DK-15 bãi Tư Chính ngã vào lòng biển. Năm 2005, nhà giàn DK-14 bãi Ba Kè bị sóng đánh quỵ chân. Còn nhà giàn DK-11 bãi Tư Chính cũng bị sóng đánh nghiêng ngả, rung lắc mạnh và không thể ở được. Rất nhiều anh em chiến sĩ không thể nào quên được hình ảnh những cơn bão có sức gió mạnh cấp 11-12, dâng sóng cao như một tòa nhà 15 tầng cứ ngang nhiên xông vào các nhà giàn kiên cố. Nó khiến cho công trình nghiêng tận 15 độ, làm cho sàn ghi tầng dưới đã bị vỡ tung. Nhà giàn rung lắc, nghiêng ngả như đưa võng, nồi som, bàn ghế, tủ sắt, thùng dao lần lượt bị tung hê không thương tiếc xuống biển. Cả nhà giàn sũng nước mặn, vỡ tanh bành hết ra. Nhưng dù là như thế, các trạm trưởng, trạm phó vẫn bình tĩnh chỉ huy anh em chiến sĩ, duy trì điện báo để thông tin thường xuyên về sở chỉ huy. Mọi người được lệnh sử dụng phao bơi, gói ghém tài liệu mật, chuẩn bị xuồng cứu sinh di chuyển thật nhanh. Hiện tại, chỉ còn 15 nhà giàn vững chãi, đang sừng sững, cắm xuống lòng biển Đông rộng lớn. Chúng được các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK-1 thuộc lữ đoàn 1771 đồn trú đóng quân. Vậy nên, mới nói là mỗi một cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK-1 đều phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí bền chắc như sắt thép để kiên cường trước sóng gió, để chặn giữ vùng biển chủ quyền và thềm lục địa phía nam của quốc gia. Trong đó, có những người lính đã bám trụ nhà giàn hơn 20 năm qua, bất chấp sự chông chênh của biển cả, bất chấp cả việc phải sống ở nơi nhìn lên là bầu trời, nhìn xuống là biển lớn sâu thăm thẳm, với trăm bề thiếu thốn quanh năm. Qua sự hy sinh lớn lao ấy, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của nhà giàn DK-1, thứ mà những người lính yêu nước xem như mạng sống của mình. Bởi vì DK-1 nằm án ngữ trên tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông, một khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản và tài nguyên biển. Đó không chỉ có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, mà còn có ý nghĩa lớn trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Theo đó, nhiệm vụ của nhà giàn là lập các đèn biển để thông báo cho tàu thuyền đánh cá và vận tải hàng hải đi lại trong vùng, đặt trạm nghiên cứu thủy văn, khí tượng, làm nơi trú tránh bão và ứng cứu ngư dân. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của DK-1 là chốt giữ, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho việc khai thác tài nguyên thềm lục địa nơi đây. Trong đó, nhà giàn DK-120 được xây dựng năm 1998 là một trong 4 nhà giàn hiện diện tại bãi đá Ba Kè, ở vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu trong an ninh quốc phòng, khi đóng vai trò là tuyến phòng thủ từ xa về kinh tế, nguồn lợi thủy sản, khai thác dầu khí và giao thương hàng hải quốc tế. Ngoài ra, đây còn là khu vực hết sức phức tạp khi mà nước ngoài thường xuyên cho tàu nghiên cứu, tàu cải dạo và tàu chiến tiến vào thăm dò địa chất, trinh sát, quấy rối chủ quyền quốc gia. Thậm chí, còn có nhiều tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép hải sản ở khu vực này. Bởi vậy, công tác bảo vệ các trạm chốt giữ luôn căng thẳng, đặt ra yêu cầu rất cao tại đây. Trải qua 34 năm thành lập và đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, vững chãi, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và công tác tốt cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của quốc gia. Vì vậy, trên khắp các mặt báo của Việt Nam, giàn khoan DK-1 được gọi bằng nhiều cái tên ý nghĩa như là pháo đài canh giữ biển khơi, mắt thần trấn giữ vùng thềm lục địa, hiên, mắt biển canh giữ chủ quyền lãnh hải, hay phổ biến hơn là cột mốc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên vùng biển Việt Nam. Tại đây, giàn khoan DK-1 đã rất nhiều lần giang tay ra che chở cho các ngư dân gặp nạn bão biển để mọi người có thể trở về nhà một cách an toàn. Tại đây, nhà giàn DK-1 đã có những đóng góp tích cực cho các nghiên cứu thủy văn của nước nhà, cùng với hàng loạt dự án tiềm năng. Nhưng điều quan trọng hơn là nhà giàn DK-1 còn trở thành nơi chốt chặn, giúp Việt Nam khẳng định sự hiện diện của mình trên vùng lãnh hải của đất nước. Rất nhiều lần, các anh lính trẻ đã trở thành những nhà ngoại giao quả cảm hoặc người gác đền dũng cảm, kịp thời ngăn chặn các tàu nước ngoài muốn xâm nhập vào vùng thềm lục địa của Việt Nam. Thậm chí, nhà giàn DK-1 đặt tại bãi Tư Chính còn có một đóng góp đáng kể trong quá trình Việt Nam hạ giàn khoan dầu khí tại vùng thềm lục địa của Tổ quốc. Bởi vì từ đây, Việt Nam có thể quan sát mọi động tĩnh nhanh chóng,
để rồi huy động tàu thuyền bảo vệ đội thi công hạ đặt giàn khoan thành công trước sự quấy phá của tàu hải cảnh Trung Quốc, vô cùng hung hăng. Nếu không có DK1, có lẽ vùng thềm lục địa của Việt Nam đã trở thành một nơi vô chủ trong mắt bạn bè quốc tế. Nếu không có DK1, thì rất nhiều các bãi thuộc chủ quyền quốc gia trên biển đã bị chiếm mất từ rất lâu. Vậy nên, thiết nghĩ các nhà lãnh đạo của Việt Nam cần phải củng cố hơn nữa sự vững chắc của hệ thống nhà giàn trọng yếu. Song song đó là chăm sóc hơn nữa đời sống của người lính hải quân tại đây, để các anh có thể yên tâm bám lấy nhà giàn, bảo vệ chủ quyền quốc gia.